Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày xuân này, có những người vì nhiệm vụ không được về quê sum họp cùng gia đình như những người lính nơi biên cương Tổ quốc, những chiến sĩ lực lượng vũ trang và lực lượng công an. Thì những người thợ trên công trình nhiệt điện Long Phú cũng vui sướng đón Tết ngay trên công trình để đảm bảo tiến độ thi công. Mời quý vị cùng với phóng viên Mỹ Phương theo chân các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến cùng vui Tết với những người thợ quý vị nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện giờ thì Mỹ Phương đang có mặt ở dự án nhiệt điện dầu khí Long Phú 1. Và hiện giờ thì lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân viên của dự án đang đón giao thừa tại nơi này cùng với mọi người. Và chúng tôi cũng kịp chuyển đến quý vị và các bạn những hình ảnh ở nơi đây. Tham gia đoàn có ông Huỳnh Văn Sâm, Phó Bí thư tỉnh ủy, ông Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, ông Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy và ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cùng đại diện một số sở ngành tỉnh. Ban quản lý dự án nhiệt điện Long Phú có trên 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân viên. Trong dịp Tết này có hơn 200 người ở lại làm việc xuyên suốt, trong đó có nhiều người quê xa tận Yên Bái, Hải Phòng. Tôi thì người ở ngoài Hải Phòng, cách xa đây khoảng 2.500 km. Làm việc ở tại công trường nhiệt điện Long Phú năm nay là năm thứ hai và cũng đã có 2 năm liền đón giao thừa tại công trình rồi. Tôi cảm thấy đó là một niềm vinh dự nhưng là một trách nhiệm lớn lao đối với người lao động trên công trường, bởi vì không mấy khi là được tự bản thân mình làm việc trên một cái công trường trọng điểm của quốc gia, và cũng mong muốn rất lớn là làm sao công trường nhanh chóng hoàn thành được tiến độ để cho ngày mai bên dòng sông Hậu Hiền Hòa này bừng sáng lên nguồn sáng cho đời, nhà máy sẽ đi vào hoạt động. Đó là một cái niềm tự hào lớn và một cái trách nhiệm lớn của chúng tôi. Ngoài chế độ lương thưởng, ban quản lý dự án cũng tổ chức tiệc và các hoạt động văn nghệ để anh em đơn vị vui xuân đón Tết. Những món ăn được chuẩn bị tươm tất, chương trình văn nghệ có sự góp giọng của chính những đồng nghiệp thân quen. Không khí ngày xuân tuy xa nhà nhưng ấm áp nghĩa tình. Được sự quan tâm của ban quản lý dự án cũng như là tổng thầu BTC và công ty được có tổ chức những buổi tất liên tại đây cho anh em. Với tinh thần đó thì rất chi là phấn khởi, tạo thêm một động lực cho anh em hoàn thành nhiệm vụ. Và buổi sáng ngày mai chúng tôi vẫn triển khai và làm việc bình thường. Chúng tôi sẽ hoàn thành những cái nhiệm vụ để đảm bảo được phát điện theo đúng kế hoạch. Giao thừa năm nay có được sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh càng làm cho anh em thêm phấn khởi. Các vị lãnh đạo đã hỏi thăm về điều kiện làm việc, sinh hoạt và tiến độ công trình, động viên anh em tiếp tục công tác tốt, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, kỹ sư và công nhân viên của dự án. Điện lực Long Phú. Anh em, công nhân ở rất là xa, các đơn vị rất là xa, nhưng mà với một cái tình, cái sự quyết tâm, chung sức, chung lòng với tỉnh Sóc Trăng, các anh ở lại công trường ăn Tết tại đêm nay. Thay mặt cho ủy ban, cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân mặt trận tổ quốc tỉnh Sóc Trăng, xin chúc tất cả các đồng chí trong ban lãnh đạo, các nhà thầu tham gia dự án và toàn thể cán bộ, công nhân viên trên công trường điện lực Long Phú sang năm 2017 mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, thực hiện thắng lợi tiến độ năm 2017. Các anh cũng quan tâm thì thấy cũng vui, tại vì các anh em ở đây, mình thì ở Sài Gòn cũng gần thì không xa, nhưng mà có một số anh em nhà ở xa thì người ta cũng muốn có gia đình nhưng mà phải ở xa, thì khi mà có người nào đến thăm á, cảm giác người ta sẽ cảm thấy vui hơn và thấy cảm giác nó đầm ấm hơn. Toàn thể cán bộ cũng như là công nhân ngày đêm lao động trên công trường Long Phú 1 để thực hiện dự án Long Phú 1 thành công. Và cái sự có mặt động viên chúc Tết của các đồng chí lãnh đạo tỉnh thì tiếp thêm với chúng tôi cái nguồn năng lượng để thực hiện dự án cố gắng hơn, đoàn kết hơn và để phấn đấu làm sao đưa dự án Long Phú 1 vào đúng tiến độ, đáp ứng được cái yêu cầu của chính phủ, đóng góp được một phần vào cái sự phát triển kinh tế của Sóc Trăng nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Dự án nhiệt điện Long Phú hiện đã hoàn thành 50% tiến độ.
Với sự quyết tâm đồng lòng của toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân viên, dự kiến công trình sẽ hoàn thành và chính thức đưa vào cấp điện vào năm 2018. Để hoàn thành đúng tiến độ đề ra, không thể không kể đến đóng góp của những người sẵn sàng gác lại chuyện gia đình, đón giao thừa tại đơn vị, chọn một cái Tết xa nhà để vẹn toàn nhiệm vụ chung.